suốt tuần qua. Đây là thứ âm thanh ám ảnh tôi nhất, một sự thương tâm không thể kìm nén được. Cố lên! Tiếng những bước chân vội vã đạp tung nước mưa, hòa trong tiếng động viên của hai hàng người bên đường. Chỉ khác với những cuộc đua trong thể thao, khi người ta cố hết sức để giành lấy chiến thắng. Trong cuộc đua này, với tử thần, không bị thua đã là một chiến thắng quá lớn rồi. Bây giờ là 4:25. Đây không phải là lần đầu tiên có một chung cư bị cháy, không phải là lần đầu tiên có một vụ hỏa hoạn đau lòng xảy ra. Và sau mỗi sự việc đau lòng như vậy, thì người ta lại thường đặt ra hàng loạt những câu hỏi về cách nhanh nhất để cứu trợ nạn nhân, rồi về trách nhiệm của các bên liên quan, về các đợt tổng kiểm tra, rồi về kỹ năng phòng cháy chữa cháy của những người trong cuộc. Và thưa quý vị, đó cũng chính xác là những gì đã diễn ra trong dòng tin tức của tuần qua. Thế nhưng sau tất cả, liệu chúng ta có thể làm điều gì vì sinh mạng của mình và những người thân xung quanh mình? Liệu nơi chúng ta vẫn đang gọi là tổ ấm hàng ngày có đang là một cái bẫy hay không? Quý vị đang theo dõi Mục Điểm Tuần của Chuyển Động 24 giờ. Thưa quý vị đang thấy ở đây là bức hình mà tôi đã ghi lại được trong sáng ngày 13 tháng 9 vừa qua tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn Hà Nội, ngay sau đêm hỏa hoạn kinh hoàng. Những người phụ nữ quý vị thấy ở đây, họ đang đi tìm người thân là các nạn nhân của vụ cháy. Và tôi đã bị cuốn theo những tia hy vọng kiếm tìm người thân của họ và cũng đã thắt tim lại trước sự im lặng dài đằng đẵng của chiến sĩ công an tại đó sau câu hỏi: hai mẹ con còn sống không anh? Những người phụ nữ ấy đang ngã khuỵu, và đó cũng chính là lúc trên tay của mình với chiếc điện thoại, tôi nhìn thấy những bức ảnh hiện trường vụ cháy trên các mặt báo. Vụ cháy xảy ra vào thời điểm mà giấc ngủ có lẽ cũng vừa tới với nhiều gia đình. Có thể hai mẹ con nạn nhân trong câu chuyện kia cũng vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện cuối ngày. Có thể họ cũng vừa gọi điện cho người thân ở xa để chúc ngủ ngon. Nhìn những hình ảnh tan hoang, méo mó của tòa nhà và tưởng tượng rằng trong những căn hộ ấy họ đã yêu thương nhau như thế nào. Và rồi họ đã trải qua khoảnh khắc sinh tử trong làn khói đen ra sao. Điều đó thực sự là ám ảnh và đau lòng. Vâng, cũng như những vụ hỏa hoạn thương tâm đã từng xảy ra, một phần lớn nguyên nhân đó là do lỗ hổng trầm trọng trong hệ thống phòng cháy chữa cháy. Thế nhưng nguồn cơn của vụ việc này có lẽ phải nói đến tờ giấy phép xây dựng. Được cấp phép xây nhà ở riêng lẻ 6 tầng, thế nhưng mà kết quả lại là nhà bán và cho thuê với một tầng hầm 8 tầng nổi và một tum. Thưa quý vị, cách đây 5 năm, Chuyển Động 24 giờ cũng đã từng phản ánh về việc vi phạm về thiết kế, về mật độ xây dựng và quy định phòng cháy chữa cháy của những tòa nhà được gọi là chung cư mini như thế này. Thời gian gần đây thì có hiện tượng hàng loạt các dự án căn hộ chung cư mini được giao bán trên địa bàn Hà Nội. Căn hộ thuộc dự án này có diện tích từ 30 đến 60 mét vuông, giá bán khoảng 1 tỷ đồng. Mức giá hợp lý này giúp cho nhiều người đạt được mong muốn có được nơi ở riêng tư của mình. Thế nhưng liệu việc sở hữu một căn hộ mini có đơn giản, chỉ là có đủ tiền là xong? Chung cư mini nào được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu? Bởi lẽ, theo các chuyên gia, đa số căn hộ dạng này đều ít nhiều vi phạm về thiết kế, mật độ xây dựng hay quy định về phòng cháy chữa cháy. Ví dụ như trường hợp chung cư mini ở số 6 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Rõ ràng, theo giấy tờ của môi giới cung cấp, tòa nhà chỉ được phép xây dựng 6 tầng. Thế nhưng, không hiểu bằng cách nào, chung cư vẫn được xây dựng lên tới 9 tầng. Và người bán hàng rất nhiệt tình giới thiệu cho căn tầng số 9, diện tích 52m² với giá gần 900 triệu đồng. Được quảng cáo là rẻ hơn cả 100 triệu đồng so với căn ở tầng xây đúng phép. Theo các chuyên gia, việc mua bán các chung cư mini tự phát đang tồn tại nhiều rủi ro. Trong khi chờ hướng dẫn về việc xây dựng chung cư mini, thì vẫn còn hàng loạt tòa chung cư tự phát đang xây dựng dang dở nhưng đã bán xong. Và người dân vẫn phải bỏ ra cả tỷ đồng để mua mà không được đảm bảo quyền lợi, nhất là khi có tranh chấp phát sinh. Vâng, đó là chuyện của 5 năm trước. 5 năm sau nghĩa là thời điểm này, người thì thêm đông, đất thì thêm chật,
Tất nhiên, nhiều tòa nhà đã chật kín người. Chỉ có một điều là vẫn còn đang dang dở, đó là những quy định cụ thể về những tòa nhà được gọi là chung cư mini. Việt Nam chúng ta có một cái luật để quản lý về cái tài sản này, đó là luật nhà ở. Thì khẳng định luôn là trong luật nhà ở thì không có khái niệm về chung cư mini, mà chúng ta chỉ có hai khái niệm, đó là khái niệm nhà chung cư và khái niệm thứ hai là nhà ở riêng lẻ. Nhà ở riêng lẻ chúng ta có ba loại là nhà ở biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập. Thế thì cái loại hình chung cư mini chúng ta thấy hiện nay thì nó tồn tại dưới cái dạng thức là nó núp bóng dưới hình thức của nhà ở riêng lẻ. Nhưng mà cái cách thức nó vận hành thì nó không khác gì một cái nhà chung cư, tức là nó là nôm na, nó là một cái dạng thức là lai giữa nhà ở riêng lẻ và nhà ở chung cư. Và đương nhiên là có những trường hợp mà nó hợp pháp, có những trường hợp bất hợp pháp. Chủ sở hữu mà đáp ứng được các điều kiện về tiêu chuẩn, về quy chuẩn phòng cháy chữa cháy và về an toàn, thì về nghiệm thu thì có thể được cấp sổ hồng cho từng cái căn nhỏ đó và có thể được bán và kinh doanh một cách hợp pháp theo quy định tại điều 46 luật nhà ở. Tuy nhiên là thực tế hiện nay là hầu như là không đáp ứng được, cho nên là các vì diện tích lô đất, vì quy mô nó không đủ, cho nên là các cái chủ sở hữu thường là kinh doanh dưới hình thức là bất hợp pháp. Và trước tiên thì họ sẽ xin một giấy phép xây dựng dưới núp bóng dưới hình thức là nhà ở riêng lẻ, và thẩm quyền cấp giấy phép đó ở Hà Nội hiện nay là thuộc thẩm quyền ở cấp quận, đó là với cái nhà mà dưới 7 tầng. Dưới 7 tầng và công trình cấp 3, cấp 4 thì họ sẽ phân cấp cho quận và nó rất đơn giản thôi. Còn nếu như một dự án chung cư mà lớn thì sẽ phải lập dự án và thẩm quyền của cấp ủy ban thành phố, thì cái sự tham gia kiểm soát rất là chặt chẽ. Vâng. Do đó hiện nay nó đang bị núp bóng dưới hình thức nhà riêng lẻ. Vâng, chẳng ai có thể cáng đáng nổi trách nhiệm cho những gì đã diễn ra. Thế nhưng chúng ta vẫn phải hỏi một câu rằng, thì cuối cùng trách nhiệm thuộc về ai? Thưa quý vị, cần phải nhớ rằng trong mỗi một tòa chung cư có sự phối hợp của bốn bên: cơ quan quản lý, chủ đầu tư, ban quản lý tòa nhà và cư dân. Khi mà những tòa nhà lách luật còn được xây và tồn tại, thì nhu cầu nhà ở của người dân còn bức thiết, thì mô hình những tòa nhà được gọi là chung cư mini này sẽ còn tồn tại. Tất nhiên, đi kèm với đó chính là câu chuyện sinh mạng trong những cái bẫy. Những cái bẫy này không khó để phát hiện, vấn đề là người ta đang chọn sống chung với nó, hoặc là thực ra chẳng còn cách nào khác ngoài việc sống chung với nó. Như là tòa chung cư mới được kiểm tra hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy này, đốt lửa ngay tại vòi phun nước chống cháy tự động thì chỉ có vài giọt nước rỉ ra như thế này, rồi hun khói trực tiếp vào hệ thống báo khói thì cũng chẳng có gì xảy ra. Ấn thẳng vào chuông báo cháy, hệ thống vẫn im thin thít. Theo người dân ở đây thì hệ thống này đã hỏng cả 7 đến 8 năm nay rồi. Dù người dân đã đề nghị sửa, thế nhưng mà chủ đầu tư vẫn chưa đáp ứng. Hay là một tòa chung cư mini khác, xây dựng vượt quá 2 tầng so với giấy phép xây dựng được phê duyệt, và tất nhiên là toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng chưa đảm bảo yêu cầu. Thang bộ trong nhà là thang hở, không đảm bảo ngăn cháy. Trong khi trang bị hộp chữa cháy thì có cũng như không. Có lăng chữa cháy nhưng không có vòi chữa cháy. Vượt vòi để mà một đầu nắp vào hộp nước, một đầu nắp vào lăng để phun vào đám cháy, thiếu quần vòi như cháy. Nỗi lo lắng của người dân hoàn toàn có cơ sở bởi chính sự mơ hồ của những người quản lý bảo vệ chung cư. Hệ thống báo cháy thì chưa lắp, chắc chắn là chẳng có gì để mà xảy ra cháy các họa cả. Thấy chưa? Sao mình có thể biết được bên trên nó không có khả năng cháy? Chủ yếu là khả năng cháy là tầng dưới là quan trọng nhất, chứ còn cái trên thì mấy khi nữa ấy tầng trên đâu. Cái kim này là nó chỉ vào vạch đỏ rồi này, chú này, là cái bình là nó hết áp suất rồi và mình không sử dụng được nữa. Khi mà có cái đám cháy xảy ra là cái bình này là mất tác dụng rồi chú ạ. Thưa quý vị, sau khi vụ việc diễn ra thì đã có rất nhiều những lời kêu gọi ủng hộ ở trên các trang mạng xã hội. Khoan nói về việc có trục lợi hay không, thì việc người theo dõi đặt nghi vấn minh bạch cho những trang mạng xã hội kêu gọi ủng hộ kia là hoàn toàn hợp lý. Bởi tại sao người ta lại chọn một cách khó khăn, vòng vèo nhiều công đoạn như thế, nhận tiền rồi sao kê minh bạch, rồi chuyển tiền đến nơi cần. Tất cả chỉ cần gói gọn trong một lời kêu gọi đính kèm vào số tài khoản nhận hỗ trợ theo thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Thế là xong cơ mà. Thưa quý vị, để những cái bẫy không tồn tại thì tất nhiên đúng luật đó là điều đầu tiên nên làm. Còn khi đã sống chung với bẫy rồi thì tránh nó là một điều quan trọng. Cuối cùng, nếu chẳng may bị sập bẫy thì thoát ra khỏi nó, đó là một kỹ năng cần thiết. Thưa quý vị, khi mà tìm đọc những thông tin liên quan đến mục điểm tuần ngày hôm nay thì tôi đã tìm được một bức thư đã được lan truyền xôn xao trên mạng xã hội khoảng 5 năm trước, khi mà vụ cháy chung cư Carina ở thành phố Hồ Chí Minh mới diễn ra. Lời nhắn gửi ấy được cho là của một anh lính cứu hỏa hướng dẫn bạn bè cách thoát hiểm.
Chúng tôi xin được khép lại một điểm tuần ngày hôm nay bằng đôi dòng trong bức thư ấy với văn phong hài hước và những kiến thức thoát hiểm rất thực tế. Chẳng có nhà nào an toàn 100% cả, do ý thức con người cả thôi, hoặc đen đủi là do sự cố thiết bị điện. Nhớ là tắt các thiết bị tiêu thụ điện, cắt điện, cúp cầu dao khi đi ra khỏi nhà. 90% người chết trong các vụ cháy là do ngạt khói. Cái này trên mạng nhan nhản, nhất là đối với chung cư cao tầng. Hãy mua cho gia đình của mỗi người một chiếc mặt nạ chống khói. Chẳng đáng bao tiền, an toàn tính mạng. Nếu chung cư xảy ra cháy, thì phải xác định xem là buồng thang thoát hiểm có nhiễm khói hay không. Nếu thang thoát hiểm, hành lang nhiễm khói nặng, đầu tiên là phải đóng cửa ở trong nhà, lấy băng dính dán chặt các khe cửa lại để khói không lọt vào được. Khi có cháy thì hãy nhớ gọi 114. Chúc các chung cư và ngôi nhà của các bạn sẽ không bao giờ gặp phải tôi nhé.